Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Đô Ngày Mới sáng nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2023, chương trình có những nội dung chính như sau. Cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 được khánh thành, rút ngắn thời gian từ thành phố Hồ Chí Minh đến thủ phủ miền Tây chỉ còn hơn 2 giờ, thay vì gần 4 giờ như hiện nay. Từ nay đến hết tháng 1 năm 2024, người dân thành phố Cần Thơ cùng với 3 địa phương khác sẽ được khám sàng lọc các bệnh lý về phổi, sàng lọc ung thư phổi miễn phí. Mùa Giáng sinh thêm ý nghĩa khi tự tay trang trí một chiếc bánh kem ngọt ngào và đẹp mắt dành tặng người thân và bạn bè. Kính thưa khán giả, từ cuối năm 2022 đến nay, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhất là vướng mắc về pháp lý nguồn vốn. Tuy nhiên, doanh nghiệp và thị trường còn nhiều khó khăn trong tiếp cận tín dụng, thủ tục giao đất cho thuê đất, xác định giá đất. Mới đây, tại công điện 1376, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho nhiều bộ ngành nhằm tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao thành lập ngay các tổ công tác chuyên trách để đôn đốc hướng dẫn các địa phương, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao đất cho thuê đất, xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, tăng cường thanh tra kiểm tra việc giải quyết các thủ tục xác định giá đất cho các dự án bất động sản, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà, xử lý lòng vòng gây chậm trễ. Theo kế hoạch, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 chính thức được khánh thành vào sáng nay. Người dân đang mong chờ tuyến cao tốc Cần Thơ Thành phố Hồ Chí Minh kết nối hai vùng kinh tế lớn của khu vực là Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long được thông suốt. Mỹ Thuận 2 là cầu dây văng thứ tư bắc qua sông Tiền sau cầu Mỹ Thuận năm 2000, cầu Rạch Miễu 2009 và cầu Cao Lãnh 2018. Đây là dự án cầu dây văng lớn phức tạp với nhịp chính dài 650m, hai trụ tháp cao 125,5m, 128 bó cáp văng và 32 đúc đúc. Khắp giới cầu Mỹ Thuận hiện hữu do kỹ sư Australia và Việt Nam xây dựng, công trình cầu hoàn thành do người Việt thiết kế thi công. Nối liền với cầu cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đang được gấp rút hoàn thành. Tuyến đường dài 23 km, giai đoạn 1 có 4 làn xe, mặt đường rộng 17m, vận tốc 80 km/h. Điểm đầu nối với cầu Mỹ Thuận 2, điểm cuối tại cầu Chà Già, Vĩnh Long. Theo chủ đầu tư Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, dự án là khớp nối quan trọng cuối cùng của tuyến cao tốc hơn 120 km từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ. Công trình khi khai thác sẽ giảm áp lực lớn cho quốc lộ, rút ngắn hơn 50 km từ thành phố Hồ Chí Minh đến thủ phủ miền Tây. Thời gian chỉ còn hơn 2 giờ thay vì gần 4 giờ như hiện nay. Hôm qua, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm chúc mừng lễ Giáng sinh và năm mới 2024 tại Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thông tin tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2023, đặc biệt là chúc mừng kết quả nổi bật của thành phố Cần Thơ sau 20 năm trực thuộc Trung ương. Nhấn mạnh những thành tựu đạt được thời gian qua đều có sự đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo, Tin lành của thành phố Cần Thơ. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước, nêu cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, bác ái để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ngày càng được hoàn thiện. Cụ thể là luật tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đi vào cuộc sống, đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho các chức sắc tín đồ, tổ chức tôn giáo hoạt động. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Tổng Giám mục, Quý vị Giám mục, Linh mục tiếp tục chỉ dẫn chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và cả nước, tích cực xây đắp mối quan hệ Việt Nam và Vatican, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển, giàu đẹp, văn minh.
Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố và quận huyện. Theo Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Cần Thơ, trong năm 2023, ngành du lịch thành phố đã đón trên 5.980.000 lượt khách, tăng 117% so với cùng kỳ, đạt 115% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ hơn 91 triệu lượt khách, tăng 125% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 5.420 tỷ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ, đạt 118% kế hoạch năm. Theo kế hoạch năm 2024, Cần Thơ phấn đấu đón 6 triệu 100.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú là 3 triệu 100.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 6.000 tỷ đồng. Hội nghị thảo luận các nội dung kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch gắn với công tác tổ chức các hoạt động sự kiện lễ hội, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với thành phố trong năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện yêu cầu Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Cần Thơ tập trung xây dựng và phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp, tiềm năng và định hướng của thành phố. Trong năm 2024, phấn đấu xây dựng và đưa vào khai thác một tuyến du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố, triển khai đa dạng các loại hình dịch vụ sản phẩm để thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm. Thưa quý vị và các bạn, từ giữa tháng 10 đến nay, thành phố Cần Thơ đã bắt đầu diễn ra chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Gần 10 ngày nữa sẽ là chương trình lễ kỷ niệm chào mừng cột mốc đặc biệt của thành phố bên bờ sông Hậu. Các công việc chuẩn bị đang được thực hiện khẩn trương. Sân vận động Cần Thơ đang được thi công các hạng mục, đảm bảo tiến độ về cơ sở vật chất, phục vụ chương trình lễ kỷ niệm. Công tác chuẩn bị cho hoạt động diễu hành, chương trình nghệ thuật cũng được triển khai cơ bản theo kế hoạch. Chương trình nghệ thuật Hương sắc Tây Đô chào năm mới 2024 cũng được đầu tư công phu với thiết bị, phương tiện hiện đại, diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng. Các hoạt động sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng truyền hình quốc gia và đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên mà em tham dự một cái chương trình cực kỳ lớn của thành phố Cần Thơ. Em cảm thấy rất là vui và tự hào tại vì mình được góp mặt trong đây để mà có thể hoàn thành được một cái bài múa tốt. Cho đến phút này thì đại diện cái tổ biên tập và cái tổ văn dựng thì chúng tôi cảm thấy đang rất là yên tâm. Cũng mong là mọi việc đều diễn ra suôn sẻ để cho cái buổi lễ được thành công tốt đẹp. Phối hợp để đầu mối về chương trình nghệ thuật để tập luyện khẩn trương hơn. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp và rà soát để chương trình được diễn ra một cách an toàn và tốt nhất. Từ giữa tháng 10 đến nay, thành phố Cần Thơ tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quy mô. Lễ hội Áo Bà Ba, Áo Dài, chủ đề duyên dáng phương Nam là sự kiện mở màn và được xác lập kỷ lục Việt Nam. Các hoạt động tiếp nối cũng diễn ra trên tinh thần này. Cụ thể như giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ, cuộc thi cải lương Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền 2023, chương trình Dân Trăng Cổ Nhạc, đêm công diễn các tiết mục xuất sắc trong chương trình Giao lưu văn nghệ Nói dòng tay lớn năm 2023, kết hợp biểu diễn của một số ca sĩ, nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ đã thực hiện tư vấn việc làm, chính sách việc làm và học nghề cho hơn 34.300 lượt người, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho gần 1.530 lượt người, cung ứng lao động trong và ngoài nước cho gần 260 lượt người. Thông qua các hình thức như gián tiếp qua email, tổng đài điện thoại, nhóm quản trị nhân sự Cần Thơ, mạng xã hội Zalo và Facebook của Trung tâm, cổng thông tin việc làm Cần Thơ, mã QR của Trung tâm, trực tiếp tại ngày gặp gỡ nhà tuyển dụng, điểm tư vấn việc làm tại ngày hội việc làm trường đại học FPT, phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành phố lân cận quý tư năm 2023. Từ nay đến hết tháng 1 năm 2024, người dân thành phố Cần Thơ cùng với 3 địa phương khác là Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế sẽ được khám sàng lọc các bệnh lý về phổi, sàng lọc ung thư phổi miễn phí. Đây là chuỗi hoạt động do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp các đơn vị triển khai. Chương trình dành cho người từ 40 tuổi trở lên có thể kèm theo một trong các yếu tố sau: có tiền sử bệnh lý nền, có các dấu hiệu như ho kéo dài, khó thở, hụt hơi, tức ngực, ho ra máu, đau ngực, khàn giọng, mệt mỏi, đau nhức cơ xương,
có tiền sử bị các triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài từ 4 tuần đến 6 tháng. Trong trường hợp phát hiện có bệnh, người dân sẽ được giới thiệu tham gia các chương trình hỗ trợ về điều trị và tư vấn, theo dõi sức khỏe thường xuyên, với tổng giá trị hỗ trợ khám hơn 3 triệu đồng một trường hợp. Người dân có nhu cầu có thể đăng ký trực tuyến tại địa chỉ phổikhoe.net hoặc trực tiếp tại các cơ sở y tế thành viên của chương trình. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ cho biết đã tổ chức đấu giá khu đất xây dựng công trình y tế thuộc khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, cạnh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, quận Ninh Kiều. Có hai đơn vị tham gia đấu giá khu đất y tế này. Kết quả, công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Cường, chủ đầu tư Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, trúng đấu giá 210 tỷ đồng, cao hơn mức khởi điểm đưa ra đấu giá 151 triệu đồng. Khu đất này có diện tích 7.565 m2, đấu giá cho thuê đất, có thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất một lần. Cũng trong tháng 12 này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ đưa ra đấu giá 5 lô nền biệt thự tại khu đô thị mới Nam Sông, Cần Thơ, quận Cái Răng. Với tổng số tiền dự kiến đưa ra đấu giá gần 35 tỷ đồng, hình thức đấu giá giao đất sử dụng ổn định lâu dài. Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nghiêm túc thực hiện đúng quy định về quỹ bình ổn xăng dầu tại các quy định về quản lý kinh doanh xăng dầu. Các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ Tài chính về trích lập, chi sử dụng và quản lý, báo cáo công khai minh bạch quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật, thực hiện điều chỉnh ngay số tiền do trích lập, chi sử dụng không đúng quy định vào quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được nêu tại kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Doanh nghiệp phải chuyển nộp ngay vào tài khoản quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp theo quy định. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết vừa triệt xóa điểm đá gà trên địa bàn quận với 19 đối tượng. Qua công tác nắm tình hình, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2023, Công an quận Cái Răng và Công an phường Hưng Thạnh bắt quả tang vụ đá gà ăn thua bằng tiền tại bãi đất trống thuộc khu vực 2 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một số tang vật có liên quan gồm tiền 61 triệu 950 ngàn đồng, 3 con gà trống và 2 cặp cửa sắt bằng kim loại, 19 điện thoại di động và 8 xe mô tô các loại. Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Vĩnh Thạnh vừa bắt quả tang 16 đối tượng đang tổ chức đánh bài ăn thua bằng tiền tại nhà ông La Quang Sang, sinh năm 1960, ở ấp Lân Quế 2, xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 16 bộ bài tây, trên 50 triệu đồng tiền mặt, 11 điện thoại di động, 9 xe gắn máy. Hầu hết các đối tượng tham gia là người địa phương và vùng lân cận. Thời gian gần đây, một số hộ dân khu vực 6 phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều phản ánh đến cơ quan chức năng việc thi công gói thầu CT3 BVĐ 1.18 và gói thầu CT3 BVĐ 1.19 thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, khiến nhà cửa của bà con bị nứt, sụt lún, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Công trình thi công bờ kè thì cái sự chấn động đó, nó nguyên cái xóm này là ai cũng biết hết. Nhưng mà khi gồng tới sau đích phía sau nhà thì khoảng 2 bữa thì bắt đầu có hiện tượng là sụp lún. Nứt rồi nó nứt bực vậy đó. Rồi bên em bên công trình người ta cũng đến để mà hỗ trợ với phường đồ dọn ra ngoài thôi, nhưng mà không cho mình ở đây. Đồ thì dọn ra ngoài tùm lum hết trơn mà không có chỗ để chứa. Mấy ngày là đi dọn nhà ra ngoài này nè, rồi mới kêu thôi giờ kiếm nhà trọ mướn đi, mướn ở gì ta hỗ trợ cho một tháng. Nói rồi một tháng sau vậy em hỏi một tháng sau á, rồi là tính sao nữa, vì một tháng sau gì tính nữa. À, mướn cái nhà gì có chút xíu, ở chung với con cái đồ với cháu nội đồ. Giờ trong á, là làm sao mà sửa nhà sớm cho em ở thôi, trong Tết này là mấy em không có nhà ở đó. Công trình thi công gây nứt nhà dân nói trên do liên doanh công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khang Nguyên, công ty cổ phần xây dựng số 5, công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương thi công. Chính quyền địa phương cũng như đơn vị thi công cho biết đã có hướng hỗ trợ khắc phục. Sau khi hay tin thì phường cũng đã cử lực lượng là dân quân, dân phố xuống tại hiện trường cũng hỗ trợ cho bà con là di dời những cái vật liệu trong nhà để mà đảm bảo các tính mạng của bà con trong ngay cái thời điểm đó. Và sau khi thực hiện xong các bước đó thì phường cũng vận động bà con cũng tạm ở trọ để mà chờ cái công việc xử lý. Thì qua cái việc đó thì phường cũng đã tiến hành hỗ trợ cho 3 hộ gia đình, mỗi hộ gia đình là 1 triệu đồng.
Tuy nhiên đó chỉ là giải quyết vấn đề trước mắt. Còn về lâu dài, các gia đình đang rất mong ngóng trông chờ chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công cũng như các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục để xử lý dứt điểm những tổn thất cũng như thương thảo bồi thường cho các hộ dân chịu ảnh hưởng, đảm bảo bồi thường hợp lý với mức thiệt hại để gia đình sớm ổn định cuộc sống. Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Cựu chiến binh quận Cái Răng xuất hiện nhiều tấm gương vượt khó để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Điển hình là cựu chiến binh Trần Văn Huệ ở khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng mà chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý khán giả ngay sau đây. Tôi trồng mít, rồi tôi xen canh là chanh, rồi sầu riêng, từ từ tôi phấn đấu. Nhưng mà cái nguồn nhất á, là cái ốc của tôi cũng là mỗi hàng năm á. Thí dụ nói một ngày thì tôi vớt ban đêm này làm cũng 200-300 ngàn được. Năm rồi tôi phát triển được, tôi dư được là tôi mới mua miếng đất bển là 250 triệu. Thì cất cái nhà riêng ở bển để là tôi bán những đồ đông đó. Thì để đó bán đồ đông ai lại mua hoặc người ta điện. Thì năm nay các cái nhà bển cũng 200 mấy, với mua đất 200 mấy nữa cũng 500. Bản thân đồng chí Huệ này rất nhiệt tình năng nổi trong công tác, tham gia đầy đủ các phong trào ở trên đưa xuống. Con cái thì cũng học hỏi noi gương theo. Đồng chí này rất là năng nổi về phát triển kinh tế, làm ăn, về là vườn tược cây ăn trái. Mùa hè đỏ lửa 1972, chàng thanh niên Trần Văn Huệ hăng hái tham gia đội du kích xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng để được ôm súng giết giặc. Năm 1976, chàng trai Trần Văn Huệ xuất ngũ trở về quê nhà ở xã Phú Thứ, nay là phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, tham gia công tác xã hội. Đến năm 2009 là hội viên Hội Cựu chiến binh phường Phú Thứ, quận Cái Răng cho đến ngày hôm nay. Vừa tham gia công tác xã hội, vừa lam lũ với đồng ruộng, vườn cây. Cuộc sống tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng cựu chiến binh Trần Văn Huệ luôn tìm cách vượt khó, nhất là thực hiện phương châm, lấy ngắn, nuôi dài, tích lũy kinh nghiệm trong sản xuất, chí thú làm ăn, tạo cơ ngơi vững chắc với 8 công đất rẫy, này xen kẽ trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế để vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương. Năm nay ba sầu riêng tôi năm nay mới trồng 2 năm mấy mà năm nay thấy nó phát triển quá tốt. Nhờ vấn đề là cái dây vốn của nhà nước á, thì mình mới phát triển được cơm kỉnh, rồi mình làm cái mình nói chung hội cựu chiến binh thì người ta nhờ cái nông dân vườn, thì nhờ cái lặt lụm từ nhỏ. Năm nay ông Trần Văn Huệ đã gần bước sang tuổi 70, nhưng ông vẫn là một trong những tấm gương cựu chiến binh chịu khó, siêng năng, cần cù trong lao động và thường xuyên động viên những người thân trong gia đình, người dân trong khu vực cố gắng tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Quý vị thân mến, vào dịp lễ Giáng sinh, chúng ta thường hay đặt một chiếc bánh kem để làm tăng thêm sự ngọt ngào trong tình cảm với người thân và bạn bè. Thế nhưng sẽ ý nghĩa hơn nếu chúng ta tự tay trang trí một chiếc bánh kem trong dịp lễ đặc biệt này. Trong một sông nước ban mai hôm nay, xin mời quý vị sẽ trải nghiệm cùng Như Ngọc nhé. Chào em. Em chào chị. Trong cái dịp Giáng sinh như thế này á, thì chị được biết là ở tiệm của mình có cái chương trình cho khách tự tay trang trí bánh đó em. Dạ đúng rồi. Vậy thì em hãy giới thiệu cho chị biết về cái cách trang trí bánh như thế nào nha. Bánh bento thì do là cái xu hướng của thế giới là mọi người bỏ cái bánh này nó nhỏ, nó vừa, nó gọn, bỏ vô một cái hộp bento giống như là hộp cơm bả mía. Thì sau này mọi người gọi là bánh bento luôn. Nó nhỏ chỉ dành cho 1 đến 2 người và chi phí nó rất là hợp lý. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm bánh ha. Dạ ok. Đầu tiên thì mình sẽ làm gì ha? Thì bây giờ chị sẽ chọn cho em một cái mẫu bánh mà chị mong muốn. Thì sau đó thì
mình sẽ lựa màu, mình sẽ bắt đầu trang trí lên. Chị thích có một cái chiếc bánh là có màu đỏ nè, với lại có hình ông già tuyết chẳng hạn, nhìn vui mắt mà lại hợp với không khí Giáng sinh. À, nếu vậy thì cái mẫu này được không chị? À, chị thấy mẫu này dễ thương nè. Thôi bây giờ mình sẽ vẽ mẫu này ha. Ừ, mẫu này em thấy cũng dễ thương, cũng đơn giản đó. Rồi, ok, giờ mình tiến hành ha. Thì trước tiên á, thì để ở nhà do mình không phải là chuyên nghiệp, nên là em cũng khuyên hướng dẫn mọi người đó là sẽ dùng một cái chiếc tâm để có thể mình định hình trước những cái vị trí nào mà mình sẽ vẽ. Thì mọi người cứ vẽ thử lên trên giấy, thì khi cảm thấy ok thì khách sẽ tự vẽ lên trên những cái đường nét mà mình đã vẽ hờ. À, vậy thì chị nghĩ là định hình trước cái nét vẽ trên cái ổ bánh á là cái điều mà mình cần lưu ý nhất trong khi làm bánh phải không em? Đúng rồi, đúng rồi chị. Để làm ra một chiếc bánh như vậy nè thì nó sẽ trải qua rất là nhiều công đoạn, và chi phí để làm mà để ra một ổ bánh này thì mình cũng phải chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu. Đó là lý do tại sao em làm một cái set rất là nhỏ gọn đơn giản để cho khách có thể tự mình trải nghiệm. Set bánh này chỉ có 90.000 thôi. À, khách có thể tự mang về nhà làm hoặc là cũng có thể là ngồi tại đây để làm. À, đây tặng chị nhé. Ồ, một chiếc bánh quá là dễ thương luôn á em. Quý vị thân mến, chỉ với giá 90.000 đồng thì chúng ta đã có thể có được một trải nghiệm rất thú vị, đó là tự tay trang trí chiếc bánh kem theo đúng sở thích của mình. Chị Như Ngọc cũng xin chúc cho quý vị sẽ có một mùa Giáng sinh thật vui tươi, ấm áp với những chiếc bánh kem xinh xắn bên cạnh những người thân yêu của mình nhé. Hưởng ứng lời phát động của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Nhân dân Cần Thơ hành động vì thành phố xanh, sạch đẹp, an toàn, quận đoàn Ninh Kiều phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều và Ủy ban Nhân dân phường Thái Bình tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình vệ sinh môi trường. Đây là việc làm thường xuyên được tuổi trẻ quận thực hiện để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho địa bàn, đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận Ninh Kiều. Hơn 500 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận Ninh Kiều ngay từ sáng sớm những ngày gần cuối tháng 12 đã có mặt tại bờ kè rạch Khai Luông, phường Cái Khế để chuẩn bị thực hiện công trình vệ sinh môi trường, thu gom rác và trồng cây tại tuyến bờ kè rạch. Đồng thời, tuổi trẻ Ninh Kiều còn ra mắt 11 đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với đoàn phường Cái Khế thì cũng đã thực hiện được nhiều cái phần việc công trình, trong đó thì sẽ tiếp tục tập trung vào cái khảo sát cũng như là tập trung vào kiểm tra lại những cái tuyến đường, con hẻm đang là những cái điểm nóng về cái vệ sinh môi trường, và cũng như là thực hiện cái trồng cây xanh tại địa bàn ở khu vực Ba Sông Hậu, và sẽ tiếp tục thực hiện các phần việc hỗ trợ trong cái việc ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Thời gian qua, trong các hoạt động bảo vệ môi trường, quận đoàn Ninh Kiều không chỉ hoạt động riêng lẻ mà còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các cơ quan đơn vị để góp thêm nguồn lực nhằm đa dạng hóa hoạt động bảo vệ môi trường. Chúng tôi phối hợp với đoàn thanh niên để đa dạng đối tượng để tuyên truyền làm sao mà cho nó tạo được cái sự lan tỏa mạnh và được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn của quận, chung tay cùng với quận Ninh Kiều là xây dựng quận Ninh Kiều sớm trở thành đô thị sáng, xanh, sạch. 250 cây bần được trồng dưới kênh rạch Khai Luông, Cái Khế. Hàng trăm phụ nữ, đoàn viên quét dọn dọc tuyến bờ kè Khai Luông. Những hình ảnh vệ sinh đường phố không xa lạ, nhưng cứ lặp đi lặp lại, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, tác động nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Qua những cái hành động của lực lượng đoàn thanh niên đó, thì chú cũng thứ nhất là giáo dục cho gia đình, người thân, cũng như là tuyên truyền vận động cho bà con ở khu vực thấy được những cái hành động và để nâng cao được cái ý thức, và cùng với lực lượng đoàn thanh niên để mà mình tạo cái môi trường cảnh quan ở khu vực mình đang sinh sống.
trong thời gian còn lại của năm 2023 cũng như là định hướng nhiệm vụ trong năm 2024 thì từng đội hình trực thuộc của quận các bạn sẽ theo cái định hướng chương trình công tác của quận và phù hợp với đặc trưng tình hình thực tế của phường thì sẽ xây dựng cái lịch chương trình hoạt động để có những tổ chức hoạt động công trình hưởng ứng ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh cũng như là những hoạt động cao điểm để chúng ta thực hiện thu gom rác, vệ sinh môi trường, vẽ trụ điện, làm đẹp các cái bức tường rào, bờ rào cũng như là bờ kè, trồng thêm cây xanh, hoa để mà nâng cái vẻ đẹp mỹ quan đô thị. Năm 2023 là năm có nhiều hoạt động lớn chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và thành lập quận Ninh Kiều. Do đó, qua mỗi việc làm ý nghĩa của các đoàn viên, hội viên càng góp phần tích cực trong tuyên truyền vận động để mọi người cùng nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, tạo thêm bộ mặt đẹp của đô thị trung tâm. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô Ngày Mới sáng nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình 12 giờ trưa nay.